Quý vị đang tiếp tục theo dõi tạp chí Đốc trên kênh FBNC. Thưa quý vị, vừa qua thì Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận huyện lên kế hoạch triển khai công tác giải phóng mặt bằng để những hạng mục đang chờ giải quyết mặt bằng được tiếp tục thi công. Để giải quyết tình trạng ngập do triều cường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu thì mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận 1, 4, 7, 8 và các huyện Bình Chánh, Nhà Bè lên kế hoạch triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án. Theo đó, thành phố yêu cầu các đơn vị kiên quyết không để tình trạng lấn chiếm đất gây khó khăn triển khai dự án và đảm bảo bàn giao mặt bằng thi công cho nhà đầu tư chậm nhất vào đầu tháng 5 năm 2018. Dự án công trình chống ngập tập trung xây 6 cống dưới lòng đất kiểm soát triều cường tại Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định. Mỗi cống rộng từ 40 đến 160 m, chiều cao thành cống là từ 3,6 đến 10 m. Ngoài ra, dự án còn xây tuyến đê kè xung yếu bao ven sông Sài Gòn từ Vạm Thuật đến sông Kinh dài gần 8 km. Dự kiến đến giữa năm 2018, công trình sẽ được hoàn thành đưa vào sử dụng. Thưa quý vị, hiện nay có rất nhiều ý kiến cho rằng năm 2018 sẽ là năm lên ngôi của thị trường bất động sản xanh. Liệu ý kiến này có thực sự đúng khi số dự án đạt đúng tiêu chuẩn xanh ở Việt Nam vẫn còn rất khan hiếm? Có hay không cần phải phát triển thị trường này? Các chuyên gia sẽ nói gì về xu hướng bất động sản xanh trong năm 2018 cũng như trong tương lai? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi ngay sau đây. Theo số liệu của Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam VGBC, trong khi có đến hơn 36.000 dự án thương mại và trên 38.000 công trình nhà ở trên thế giới đạt chuẩn xanh, thì ở Việt Nam có chưa đến 100 công trình xanh đang phát triển ở các giai đoạn khác nhau. Cụ thể như tại thành phố Hồ Chí Minh có eHome 5 của Nam Long, Diamond Lotus Riverside của Phúc Khang, The Essence Thảo Điền của Tiến Phát và EcoHome của Capital House, Forest in the Sky của Hùng Vương Group ở Hà Nội. Vẫn có không ít người cho rằng dự án bất động sản xanh chỉ là một công trình được trồng nhiều cây xanh hay được sơn màu xanh mát mắt. Tuy nhiên, điều này chưa hoàn toàn đúng. Theo chuyên gia trong ngành, chỉ trồng cây xanh không đủ để giúp công trình đạt các chứng nhận công trình xanh mà cần phải thực hiện nhiều giải pháp. Để hiểu một cách đầy đủ về bất động sản xanh thì không phải một cái dự án trồng những cây xanh lên có những mảng xanh được gọi là cây xanh. Bất động sản xanh chúng ta hiểu gồm cả hai yếu tố. Thứ nhất về mặt là không gian, về mặt không gian và không gian kiến trúc và tư duy kiến trúc thì sẽ làm cho cái môi trường có nhiều mảng xanh về mặt kiến trúc. Còn về mặt kỹ thuật thì đối với các cái dự án xanh được xem là dự án xanh thì cái việc mà sử dụng năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng và sử dụng các, ví dụ như anh chị thấy rằng là đối với các cái dự án họ sử dụng các cái hệ thống năng lượng mặt trời, họ sử dụng cái nguồn khí tự nhiên và đồng thời sử dụng tái tạo cái sử dụng cái nước thải của các tòa nhà hay là các cái khu vực dân cư để họ tái sử dụng lại để tiết kiệm cái nguồn năng lượng cho thiên nhiên vân vân. Thì đó là một trong những cái khuynh hướng mà cả thế giới họ đang hướng đến để tránh những cái thiếu hụt về năng lượng trong tương lai. Hiện tại, Việt Nam chưa có một bộ chứng chỉ công trình xanh chính thức nào do Bộ Xây dựng đưa ra, mà chỉ áp dụng một số bộ chứng chỉ phổ biến của thế giới như LEED của Mỹ, Green Mark của Singapore hoặc Lotus do Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam VGBC. Để doanh nghiệp có thể phát triển một dự án theo đúng các tiêu chuẩn trong các bộ chứng chỉ của thế giới thì quá khó và tốn nhiều chi phí. Ngại ngần ban đầu đó là anh cần phải có cái sự hiểu biết nhất định trong cái lĩnh vực này, bởi vì anh không thể đầu tiên có thể là tự phát, nhưng để anh đạt được một cái mức xanh, được cấp một cái chứng chỉ nào đấy, đến một cái hạn mức nào được mà cộng đồng cũng như doanh nghiệp cũng như mọi người ghi nhận thì anh phải có phương pháp. Chi phí phát triển dự án có thể tăng lên 5-10% so với dự tính ban đầu, khiến giá bán được đẩy tăng lên là lý do khiến nhiều nhà đầu tư e ngại bỏ tiền cho kiến trúc xanh, công trình xanh. Đây cũng là lý do mặc dù được khởi xướng tại Việt Nam từ năm 2007, nhưng đến nay số dự án được các tổ chức trong nước và quốc tế chứng nhận xanh mới chỉ ở con số ít ỏi. Bất động sản nhà ở và bất động sản xanh thì cái việc để mà ra quyết định thì phụ thuộc rất nhiều đến khách hàng mua. Nếu chúng ta giả sử rằng, giả định rằng một cái căn hộ tôi giả định là 1 tỷ đồng, nếu mà chúng ta là áp dụng các cái tiêu chuẩn xanh mà khắc khe, có thể là giá thành không phải là 1 tỷ nữa mà nó sẽ là 1 tỷ 1, 2, 3 hoặc hơn thế nữa, thì như vậy thì cái việc mà mua bán của chủ dự án cho các người dân nó sẽ khó khăn hơn. Như vậy đó là một trong những cái rào cản của các bất động sản nhà ở trong cái việc mà thực hiện các cái dự án về tiêu chuẩn về bất động sản xanh.
Bên cạnh đó, tâm lý nhiều người mua nhà vẫn có thói quen lấy giá bán làm tiêu chí quan trọng khi quyết định mua nhà để ở hay đầu tư. Yếu tố lợi ích lâu dài như tiết kiệm chi phí hay tính bền vững của công trình còn ít được quan tâm. Theo nhiều chuyên gia, hiện nay trong năm 2018, bất động sản xanh ở Việt Nam vẫn chỉ đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải học hỏi rất nhiều về kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển các dự án gắn với yếu tố xanh, vì bất động sản xanh vẫn sẽ là xu hướng tất yếu phát triển trong tương lai mà Việt Nam không thể đi ngược lại. Tôi nếu mà nói 2018 sẽ là một cái xu hướng chính thì tôi nghĩ là không, bởi vì chúng ta ở giai đoạn ban đầu. Và tôi nghĩ là trong những thời gian tới, có thể nói là 3 hoặc 5 năm tới, thì đây là một khuynh hướng chung mà chúng ta không thể đi ngược lại với lịch sử được. Do vậy thì tôi nghĩ rằng là đây là một trong những cái mà chúng ta cũng cần cân nhắc để phát triển bất động sản xanh. Cũng theo nhiều chuyên gia, việc phát triển các dự án bất động sản xanh sẽ làm tăng chi phí ban đầu, nhưng về lâu dài, hiệu quả mang lại là rất lớn. Tôi cũng nhận thấy rằng là ngày càng nhiều nhà đầu tư không chỉ nước ngoài mà còn cả trong nước nữa cũng đang nhận thức rõ nét hơn về cái tầm quan trọng của bất động sản xanh. Bởi vì tuy rằng là cái chi phí phát triển nó có thể tăng lên 5-10%, nhưng mà cái nguồn năng lượng mà tiết kiệm được á, từ cái bất động sản xanh á, nó có thể lên tới 20-30% về điện, về nước, là một cái chiến lược đầu tư thật ra rất là thông minh. Và nói rộng ra nữa thì nó cũng là góp phần vào sự phát triển bền vững của cả khu vực nữa. Cho nên là tôi thấy rằng là mặc dù đang có những cái trở ngại trong giai đoạn đầu tiên, tuy nhiên sẽ có ngày càng nhiều hơn những nhà đầu tư, không chỉ nhà đầu tư và người mua nữa, họ cũng sẽ càng ngày càng nhận thức rõ nét hơn về tầm quan trọng của bất động sản xanh. Tháng 5 năm 2016, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định số 419 về kế hoạch hành động của ngành xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo kế hoạch này, đến năm 2030, 50% đô thị lớn và vừa đạt tiêu chí đô thị xanh. Tuy nhiên, để thực hiện kế hoạch này, Việt Nam cần phải xây dựng một lộ trình cụ thể, phải tạo dựng ý thức xanh cho nhiều thế hệ công dân, trang bị tư duy xanh cho mọi tầng lớp, và quan trọng hơn cả chính là tư duy cùng hành động ngay từ bây giờ. Và chuyên mục mỗi tuần một câu hỏi của tạp chí Đốc kỳ này thì chúng tôi nhận được câu hỏi của độc giả thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương với nội dung như sau. Trong giấy phép xây dựng được duyệt, tôi được phép xây nhà gồm một trệt, một lầu và một hầm. Tổng diện tích là 150m². Tuy nhiên sau đó do nhu cầu thực tế tôi đã xây là một trệt, hai lầu. Tổng diện tích là 250m², nhưng đã không làm lại giấy phép xây dựng. Nay xin hỏi tôi có được làm hoàn công hay không? Nếu được, tôi sẽ làm các bước như thế nào và sẽ phải nộp các khoản tiền phạt cụ thể là bao nhiêu? Căn cứ thông tin mà anh chị cung cấp thì tôi được biết là anh chị đã xây dựng, được cấp phép xây dựng nhưng là xây không phù hợp với giấy phép xây dựng. Vì vậy thì trong trường hợp mà anh chị đã vi phạm cái quy định về việc thực hiện xây dựng công trình, vậy thì trường hợp của anh chị nếu mà muốn hoàn công, anh chị sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật. Sau đó rồi nếu trường hợp anh chị có phù hợp, cái việc vi phạm của anh chị nó phù hợp, nó có với những cái quy định về quy hoạch cũng như là những cái liên quy hoạch về xây dựng thì phù hợp, thì sau khi nộp phạt anh chị được xem xét nếu mà các giấy tờ hồ sơ phù hợp thì sẽ được xem xét cấp sổ, cấp giấy chứng nhận là trong trường hợp này là được hiểu là hoàn công. Về mức đóng cụ thể thì cần phải xem xét chính xác, xem là cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ về những pháp luật thì họ xác định chính xác cái mức sai phạm, cũng như là căn cứ những cái quy định pháp luật họ sẽ xác định là mức sai phạm của anh chị là bao nhiêu phần bị sai phạm, từ đó họ xác định chi tiết và họ sẽ ra một cái quyết định xử phạt vi phạm hành chính trước khi mà họ thu một cái khoản tiền nào của anh chị. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Đốc tuần này trên kênh FBNC. Một lần nữa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.